Này, anh em sau khi mà rời cái hội làng của xã thì quyết định là đi ra đây tìm những cái nguyên liệu để phục vụ cho cuộc sống sinh tồn trong rừng. Đây bây giờ đang phải đi vào những con suối để tìm xem là nơi nào có thể sống được và xem là có cái nguyên liệu gì có thể phục vụ cho cái sinh tồn của hai anh em không. Hai anh em đi dọc cái con suối rất là dài để cố gắng tìm đến một địa điểm đập lều trại sinh tồn cho nó đẹp đẹp một chút, càng hoang dã càng tốt. Hello, sau một hồi đi lòng vòng để tìm cái địa điểm thì hai anh em cũng đã tìm được con suối này các bạn ạ. Đấy, thì hiện tại là mùa nước cạn cho nên là suối nó cũng nho nhỏ thôi, nó cũng nói chung là nó cũng êm đềm tí tách, nhưng mà không gian ở xung quanh cũng khá là ok. Hôm nay hai anh em sẽ triển khai cái lều trại ở đây để sống sinh tồn qua mấy ngày trong rừng đó. Hai anh em sau khi đi khảo sát qua một vòng suối thì mình hai anh em chọn cái địa điểm này để triển khai cái lều trại. Thời tiết hôm nay thì nói chung là cũng không nắng, cũng không mưa, nói chung là cũng mát mẻ. Anh em sau khi đã ổn định được một cái vị trí để cắm trại thì bắt đầu triển khai cái khu bếp. Đi đâu củi lửa nó cũng là cái vấn đề mà là phải quan tâm đầu tiên. Anh em kiếm mãi mới được cái bụi tre vào đây cưa để tí nướng thịt với làm mấy cái đồ sử dụng. Anh em sau khi mà ổn định được cái bếp rồi thì thằng em nó đang chế tác ra một cái hai cái cốc để anh em uống nước, uống trà và uống cà phê. Rồi thì cũng đi vào rừng cưa được một đoạn. Thiên nhiên đây đẹp quá. Cậu em khéo tay, sau khi đã chịu khó cưa đục đục thì đã chế ra được hai cái cốc để anh em uống nước. Đây, trong này thì nói chung là mặc dù là tay nghề cũng chưa được mượt lắm nhưng mà ở nơi hoang dã có cái cốc này uống nước là cũng là rất tốt rồi các bạn ạ. Đấy. Cuối cùng thì ngọn lửa cũng đã bùng lên, tỏa hơi ấm ra xung quanh giữa núi rừng âm u lạnh lẽo. Hai anh em chuẩn bị lên đồ để cho lên bếp triển khai.
Đây là cái bàn ăn của hai anh em. Đó, một cái bàn ăn rất là to giữa suối. Tí nữa hai anh em sẽ ngồi trên này. Mãi rồi thì cũng đưa được cái nồi thức ăn, đun thức ăn lên. Nói chung là đi cắm trại trong rừng cũng nếu mà không có sự chuẩn bị đầy đủ thì cũng khá là vất vả đấy các bạn ạ. Đấy. Mấy anh em thì cũng đi chuyến này là chuyến thứ hai rồi cho nên là cái sự chuẩn bị nó cũng đỡ hơn. Lều trại của hai anh em nằm ở giữa suối các bạn ạ. Mùa này nước nó chưa nhiều cho nên là nó cũng có nhiều vị trí cạn để có thể triển khai cái lều trại được. Cái bếp của anh em thì cũng ở phía trước cửa lều trại. Những cái đồ ăn thì hai anh em cũng đã được chuyển ra đây để chuẩn bị. Em nó nhanh nhẹn cái món bếp núc nó pha chế và nó ướp gia vị. Đã, mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ chờ để lên bếp thôi. Đấy. Đi rừng, mấy anh em đi rừng, sống ở trong rừng sinh tồn thì có mấy cái đồ ăn đơn giản như vậy thôi. Chủ yếu là vui là chính. Khâu chuẩn bị của hai anh em đã xong các bạn ạ. Hai anh em đã lợi dụng được một cái bàn đá, một cái tảng đá rất to giữa suối để làm bàn. Đó cũng là nơi để anh em bày biện, tí nó sẽ uống ăn trưa và uống cà phê ở đây. Món đùi gà nướng của hai anh em đang trên bếp rồi, chờ than hồng lúc là chín là chén thôi. Cuối cùng thì món đùi gà nướng của mấy anh em cũng đã đến lúc là chín rồi. Hấp dẫn rồi. Ok. Ăn được rồi. Cuối cùng thì cũng đã xong. Chán thôi. Xin mời các bạn nhé. Lại món tiếp theo các bạn ạ. Món này là món món này là món
thịt xào theo gia vị của Hàn Quốc. Hay lắm, đang có khói, khói đang đẹp. Ôi, đây là bữa chiều các bạn ạ. Đây là bữa chiều của hai anh em. Thịt bò rừng mua của dân tộc Dao đang xào với lại sả ớt, hành tỏi. Thơm điếc mũi. Sau một buổi cắm trại vui vẻ, hai anh em đã đến giờ dọn dẹp để chuẩn bị lên đường trở về. Đó. Tất cả những cái đồ rác và những cái rác thải sau khi cắm trại và ăn uống thì hai anh em đang dọn dẹp sạch sẽ, trả lại cái môi trường xanh sạch đẹp của thiên nhiên. Đó, củi lửa thì được dập tắt để đảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng. Rồi, vậy thì hai anh em xin phép kết thúc video ở đây. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.